đồng bào và chiến sĩ yêu quý, năm 1968 là một năm quân và dân cả nước ta chiến thắng rất oanh liệt. Đế quốc Mỹ đã buộc phải chấm dứt không điều kiện cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Từ đầu xuân 1968, đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng liên tục tiến công, liên tục nổi dậy, giành được nhiều thắng lợi rất vẻ vang. Chắc chắn giặc Mỹ sẽ hoàn toàn thất bại. Quân và dân ta trong cả nước thừa thắng xông lên, nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn. Nhân dịp năm mới, thay mặt nhân dân cả nước ta, tôi nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước bầu bạn và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam ta. Tôi thân ái chúc đồng bào, chiến sĩ, cán bộ và bà con Hoa Kiều cả hai miền Nam Bắc và kiều bào ta ở nước ngoài năm mới đoàn kết, chiến đấu thắng lợi và có mấy lời mừng xuân như sau. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào. Tiến lên, chiến sĩ, đồng bào, Bắc Nam xung hợp, xuân nào vui hơn.